Người dân làng Acciaroli ở đất nước Italia đang nổi tiếng khắp thế giới vì được cho là đang sở hữu bí quyết sống thọ quý giá khi mà 1/3 dân số ngôi làng, tương đương với 300 người đều đã bước qua tuổi 100. Ngôi làng Acciaroli với dân số khoảng 2.000 người, tuy nhiên có đến 300 người thọ đến 100 tuổi. Đây là một con số ấn tượng và không ai có thể tìm ra lý do tại sao lại như vậy. Và để giải đáp điều này, bác sĩ tim mạch cho rằng bí quyết sống của họ, người dân Acciaroli có thể có điều gì đó đặc biệt trong cấu trúc gen. Gen do yếu tố lối sống cũng như thói quen ăn uống sinh hoạt. Và những tìm hiểu này có phần đúng. Bởi lẽ có những người dân Acciaroli có chế độ ăn uống tuyệt vời thiên về cá, dầu ô liu và hương thảo. Các nghiên cứu gần đây cũng đã tìm thấy rằng người dân ở Acciaroli có thái độ tích cực và sống có mục đích. Cuộc sống hạnh phúc trên thực tế cũng có xu hướng sống lâu hơn.